Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đinh Trâm Anh. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch bốn phương. Các bạn ơi, trên đất nước Việt Nam của chúng ta có rất nhiều địa điểm để chúng ta đi du lịch và tham quan như là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, Huế. Còn mình thích nhất là được đi du lịch ở Hà Nội vì ở Hà Nội có rất nhiều cảnh đẹp như là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Văn Miếu Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Nổi bật của Văn Miếu Quốc Tử Giám là Khuê Văn Các. Ở Văn Miếu Quốc Tử Giám có rất nhiều bia tiến sĩ. Địa điểm nổi tiếng thứ hai ở Hà Nội mà mình muốn giới thiệu với các bạn là Hồ Gươm. Hồ Gươm hay còn được gọi là Hồ Hoàn Kiếm. Ở Hồ Gươm có cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, tháp Rùa. Ngoài ra người Hà Nội còn rất là văn minh và thanh lịch. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích đi du lịch ở đâu? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!